Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chấn lột dân trong đại dịch, ai chịu trách nhiệm đây? Cứ tưởng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lưu ý trong cuộc họp là để nhắc nhở hay cảnh báo, ai dè tận hôm nay, mùng 2 tháng 10 năm 2021, các dấu hiệu chấn lột trong chống dịch đã phơi bày một cách công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Vào sáng ngày 13 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác này trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt lưu ý, cùng với phòng chống dịch phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, nhất là trong mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm y tế, thuốc chữa bệnh, vật tư trong phòng chống dịch COVID-19. Đây là hình ảnh công văn được cho là mật của Bộ Y tế đề xuất với Phó Thủ tướng duyệt cho tập đoàn Vingroup trúng thầu chỉ định 2.000 tỷ đồng bán 131 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 được tiết lộ trên trang Facebook của người buôn gió, tức là Bùi Thịnh Hiếu. Ở video trước, Thời báo.d cũng đã bài bình luận riêng về vụ dàn xếp lợi ích nhóm này mang tựa đề Vượng Vin đang kiếm tiền trên thân xác người dân như thế nào. Cứ nghĩ là Thủ tướng nhắc nhở, cảnh báo, phòng xa, ai dè. Từ lúc Thủ tướng lưu ý đến nay đã là mùng 2 tháng 10, các dấu hiệu tham nhũng trong chống dịch đã phơi bày một cách công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng tại sao vẫn chỉ là dấu hiệu? Bởi vì việc điều tra và kết luận cuối cùng về tham nhũng trên pháp lý, đấy là công việc của kiểm sát và tòa án. May thay, xã hội dân sự ở Việt Nam chỉ mới chết lâm sàng nên vẫn thoi thóp các cây bút như tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, nhà văn Tạ Duy Anh, nhà báo Trần Văn, vân vân. Tuy không đông đảo, nhưng những tiếng chim hót trong bụi mận gai ấy cũng đủ để xã hội phải dùng mình ghê tởm trước cái thế lực đội lốt đảng và lực lượng vũ trang chấn lột người dân trong khốn khó và đại họa này. Ai quan tâm thì đều biết Bộ Y tế là người đã khống chế giá sàn là 10 USD, tương đương với 238.000 đồng cho một xét nghiệm COVID-19. Văn bản đề ngày 7 tháng 7 năm 2021. Chưa nói đến những nơi nâng giá lên đến 300-400.000 đồng, thậm chí là 730.000 đồng tại Bệnh viện Hà Nội Đồng Văn. Như có nguồn tin từ mạng xã hội, Bộ tự xét nghiệm Nanocheck của Đức có giá bán dao động từ 10 euro đến 50 euro cho một hộp gồm có 25 đơn vị để xét nghiệm, tùy thuộc vào số lượng mua, mua càng nhiều thì càng rẻ. Đây là hình ảnh bộ kit xét nghiệm giá 0,95 euro tại siêu thị của Đức, tức là chưa đến 1 euro. Trong siêu thị, một tự xét nghiệm bộ này mua chỉ có 0,95 euro và mua 7 bộ xét nghiệm thì giá chỉ có 5,94 euro. Mua số lượng lớn thì 10 euro cho 25 xét nghiệm, trong khi người dân Đức chỉ phải trả khoảng 1 USD cho một đơn vị tự xét nghiệm, thì người Việt Nam đã phải trả đến 10 USD, như vậy là gấp 10 lần chi phí tại Đức. Vậy là người Việt Nam chịu chi phí đắt hơn người Đức rất lớn. Và nếu lấy xét nghiệm, giá xét nghiệm thấp nhất được viết ở Việt Nam là 170.000 đồng, tức là 7 USD, và giá cao nhất là 730.000 đồng, tức là 30,45 đô la, thì người Việt Nam chịu chi phí cho một xét nghiệm đắt hơn người Đức trong khoảng trên 100 lần. Trong khi các nước sau khi tiêm không phải xét nghiệm thì ở Việt Nam vẫn phải xét nghiệm. Vừa xét nghiệm ở tỉnh này đến tỉnh khác lại phải xét nghiệm liên tục, cưỡng bức. Có trường hợp như bà Lan ở Thuận An, Bình Dương, chính quyền cho phá khóa ập vào nhà, bắt bà đi xét nghiệm như là bắt một tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Giữa những tiếng kêu khóc thét của trẻ con gào lên rằng mẹ ơi, mà công an và cảnh sát cơ động vẫn bẻ quạt tay bà như vô hiệu hóa một kẻ khủng bố, lôi sình sạch ra ngoài chỉ để ngoáy mũi. Cho tới nay, từ đảng đến tận dân thường đều được mục sở thị cảnh người, nách thước kẻ tay đao, đầu cho mặt ngựa ào ào như sồi. Vậy nhưng bí thư thành phố Thuận An Huỳnh Thị Thanh Phương vẫn già mồm nói rằng việc phá khóa nhà bà Lan xông vào tư gia cưỡng bức xét nghiệm chỉ là hơi nóng vội và mạnh tay. Bà bí thư đã chống chế rằng đã xem video lại cái video cảnh này anh em cưỡng bức bà Lan theo xét nghiệm, nhưng xem xong vẫn thấy cần phải nghe anh em giải thích lý do vì sao buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế như vậy. Thật là hết thuốc chữa. Vậy chính quyền này có còn là của dân, do dân và vì dân như họ vẫn nói hay không? Và chuyện công khai chà đạp lên hiến pháp và pháp luật, ngang nhiên xâm phạm về chỗ ở, xâm phạm thân thể người công dân Việt Nam, lạm quyền, làm nhục người khác với lý do đang phòng chống đại dịch, không chỉ xảy ra ở thành phố Thuận An.
trong 5 tháng vừa qua, những hành vi đó đã xảy ra ở hầu khắp nơi, ngoại trừ Trung Quốc, không có nước nào xét nghiệm toàn thành phố từ 5 đến 10 triệu dân chỉ để truy vài chục ca nhiễm như ở Việt Nam. Trong khi các nước chỉ xét nghiệm điểm thì ở Việt Nam lại xét nghiệm đại trà. Được biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Giám đốc Bệnh viện Y học Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu đều không ủng hộ việc xét nghiệm đại trà vì sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Mặc dù ông Đam là Phó Thủ tướng, ông Hiếu là chuyên gia y tế hàng đầu, mặc chẳng ai nghe cả. Thực tế cho thấy, ngay cả ưu tư mà ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đã nêu ra cách đây nửa năm về việc tổ chức xét nghiệm COVID-19 cũng không ngăn được chiến dịch thần tốc xét nghiệm trên diện rộng và bành trướng. Quyết đoán để dẫn dắt quốc gia, dân tộc vượt qua thảm họa là thật hay giả? Câu hỏi này đã được dư luận đặt ra với nhà cầm quyền Việt Nam. Những sai lầm này có phải chỉ là ngu dốt hay chỉ là giả ngu để móc túi ngân sách, kiếm tiền siêu lợi nhuận trên máu thịt nhân dân đây? Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã nêu bật nguyên nhân dẫn tới tình trạng xét nghiệm đại trà, móc túi người dân như trên. Đây là hình ảnh chọc mũi là nguồn tài nguyên vô tận của nước ta, biếm họa của La Thanh Hiền sau sự kiện Bộ Y tế phê duyệt giá xét nghiệm cao gấp hơn chục lần giá mua vào. Trong số nhiều nguyên nhân, có 3 nguyên nhân chủ đạo cần nhấn mạnh. Nguyên nhân thứ nhất là nhân sự. Dịch COVID đã phơi bày sự yếu kém của nhiều nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhân sự cấp cao là của Đảng, lựa chọn nhân sự cấp cao là công việc của Bộ Chính trị. Nguyên nhân thứ hai là sở hữu nhà nước. Vì ngân sách nhà nước mới dẫn đến cách tiêu tiền đến vô tội vạ như vậy. Nếu là sở hữu tư nhân thì sẽ không có giá xét nghiệm cao và không mua nhiều xét nghiệm đến thế. Nguyên nhân thứ ba là do cơ chế. Cơ chế mới dẫn đến cách mua bán thiết bị y tế và cách xét nghiệm diễn ra diện rộng một cách khủng khiếp. Bộ Y tế không thể chối bỏ trách nhiệm về quy định giá sàn tối thiểu 238.000 đồng cho một xét nghiệm. Đó là căn cứ để những kẻ kiếm lời trên mỗi nỗi thấu khổ của người dân nghèo. Bộ Y tế cũng không thể chối bỏ trách nhiệm vì đã mua hàng triệu xét nghiệm với giá đắt hơn nhiều giá có thể mua. Bộ Y tế cũng không thể chối bỏ trách nhiệm trong việc xác định không đúng chiến lược về xét nghiệm. Và Bộ trưởng Bộ Y tế là người chịu trách nhiệm lớn nhất của Bộ Y tế, dù là giao phụ trách cho ai việc này. Lãnh đạo các tỉnh thành cũng không thể chối bỏ trách nhiệm trong việc xét nghiệm đại trà thuộc phạm vi tỉnh thành của mình. Sau đó là không thể xác định được đúng giá trị xét nghiệm. Bộ Y tế chính là của Chính phủ, nhân sự, thành viên của Chính phủ. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Y tế là do Bộ Chính trị quyết định. Nhân sự Ban Bí thư các tỉnh thành cũng do Bộ Chính trị quyết định. Cho nên, trách nhiệm ở mức độ cao hơn nữa là thuộc về Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc để người dân đau buồn, đau khổ và chết nhiều đến như vậy, ngân sách nhà nước đã bị lợi dụng rút ruột rỗng tuếch. Và người đứng đầu tổ chức là Tổng Bí thư cũng chịu trách nhiệm lớn nhất. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp Trung ương Đảng vào mùng 1 tháng 2 năm 2021. Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng vừa không thể đem lại hiệu quả mong muốn, gia tăng nguy cơ lây nhiễm, vừa lãng phí tạo cơ hội cho một số cá nhân, một số doanh nghiệp trục lợi, vừa làm cho doanh nghiệp và ngân sách quốc gia thêm kiệt quệ vì chi phí quá lớn, nhưng những người có trách nhiệm cũng phớt lờ vì họ có thể bỏ tiền vào túi thông qua những công ty phía sau. Thậm chí ngay cả khi thiên hạ đã tính, trong 9 ngày từ mùng 8 tháng 9 cho đến 16 tháng 9, Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 4.120.000 người bằng cả test nhanh lẫn các loại test khác. Và kết quả chỉ có 21 trong số hơn 4,1 triệu người là dương tính. Nếu đem tổng số chi phí cho đợt xét nghiệm thần tốc trên diện tích này chia cho 21 ca dương tính, thì số tiền để đổ vào tìm một ca dương tính COVID-19 là hơn 20 tỷ đồng. Và phong trào xét nghiệm thần tốc, xét nghiệm toàn dân này vẫn diễn ra một cách vô cùng mau lẹ, để tiền rơi vào túi các quan tham nhiều hơn. Khi câu chuyện người mẹ đơn thân bị đủ các loại lực lượng của chính quyền tấn công ngay trong căn nhà mình ở Bình Dương thì vẫn còn đang nóng hổi, thì một số bài báo viết tương đối đầy đủ và đúng về sự kiện này đột nhiên mất dạng. Nhiều người thử tìm vào báo Tuổi Trẻ điện tử nơi nổ phát pháo đầu tiên mang tên phá cửa cưỡng chế dân đi xét nghiệm vi phạm quyền con người thì chỉ còn lại phần thông báo là 404, lỗi vì không tìm thấy. Việc phủ nhận mọi giá trị luật pháp chỉ qua một lần chọt mũi cũng có thể thực thi dễ dàng để bảo vệ cho cơ quan công quyền, để xông vào bẻ tay một người phụ nữ và lôi ra khỏi nhà trước tiếng khóc thét của trẻ thơ và sự kinh hãi của dân cư. Nếu bỏ qua với hành động và tư duy của lũ quan nha địa phương thì sớm muộn gì
thì là sẽ thành một tiền lệ đến hủy diệt mọi trật tự trên đất nước này. Và khi đó, hậu quả sẽ khôn lường cả cho Đảng, Chính phủ và người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 10 năm 2021 với bản tin Chấn lột dân trong đại dịch, ai chịu trách nhiệm đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.